Nhiều anh chị bảo rằng là cái bàn thờ có nhất thiết là phải quay ra ngoài hướng nhà không, thì thực tế là căn cứ vào cái tiểu cục, tức là cái không gian của phòng thờ, không nhất thiết là cái bàn thờ phải quay ra theo hướng nhà. Anh chị bảo là thế thì bàn thờ quay theo hướng nhà thì sẽ tốt hơn đúng không ạ? Lại phải tùy trường hợp, không phải trường hợp nào quay bàn thờ theo hướng nhà cũng tốt hơn, vì nó còn căn cứ vào tuổi, căn cứ vào hướng nhà, căn cứ vào vị trí của cái cửa khi mà anh chị bước vào phòng thờ nó nằm ở phương vị nào so với cả cái tâm của cái phòng thờ đó. Có nhiều anh chị cũng lại hỏi tiếp là thế thì ở sau cái bàn thờ chúng ta làm các cái một vài cái cửa nhỏ, cái cửa sổ nhỏ ấy, cái cửa sổ nhỏ ví dụ như là những cái cửa sổ chiều rộng nó khoảng tầm 45 hoặc 60 cm và nó cao ở hai bên để mà lấy cái ánh sáng hay là để thoát khí vào, thì vấn đề như thế thì có vấn đề gì không? Thông thường là hai bên của cái phòng thờ đó là người ta hay treo tranh hoặc là người ta treo câu đối, chứ người ta lại ít khi người ta mở cái cửa sổ ra ở đằng sau hai bên của bàn thờ. Mà để hai cửa đằng sau ấy thì ví dụ như là gió hay là lá cây hoặc là những cái mảnh rèm chẳng hạn hay là cái gì đó nó đung đưa nó đập đậy thì nó làm cho là cái phần ở bên sau bàn thờ nó bị động. Có một số trường hợp, tức là một số tọa hướng, thì cái việc mà mở một hay là cái cửa đằng sau thì nhiều khi nó lại làm một cái điều tốt, nhưng mà tuy nhiên là khi người ta mở cái cửa đằng sau như vậy thì người ta sẽ sử dụng các cái vật liệu để người ta dán mờ đi hoặc làm tối xuống để không có cái cảm giác khi mà đứng lễ mà đằng sau nó bị động hay bị làm cho người lễ phân tâm.